Vâng các bác. À, hôm nay thời tiết đẹp quá các bác ạ. Nó ấm. Ấm mà nó không bị khô, nó không còn khô như hôm qua nữa, như mấy ngày hôm trước nữa. Rất là dễ chịu, còn nắng. Đấy. Thì về quê và cũng lâu mới về quê thì nó cũng nhiều cảm xúc các bác. Thứ nhất là nó cũng gần Tết rồi. Đấy, hơn tháng nữa, tháng mấy ngày nữa đến Tết rồi. Và hoa đào. Hoa đào thì có một số nó cái bông nó đã nở rồi. Đấy, và về thì đã thấy ông cụ là đã tuốt lá đào được đúng lịch rồi. Chứ em bây giờ mà mình về mình tuốt thì hơi muộn. Hơi muộn. Đấy, các bác ạ. Nhìn cái đào này, với cái khung cảnh này các bác nhìn nó có giống là Sơn La Điện Biên Lai Châu không? Đấy, nó cũng kiểu như là vùng bán sơn địa các bạn. Thì cũng khí thì nói chung là đi từ cái vùng miền Bắc Bộ thì đi đến đâu thì nó cũng na ná nhau thôi nếu mà về cái làng quê. Đấy thì vừa mới xem cái cây vả này thì bỏ hoang nó rất là lâu rồi. Đấy, quả rất nhiều. Đấy, quả rất nhiều. Thì chắc cái Tết này nó chín ấy. Chín nhiều. Ngọt, ngọt vô cùng. Cái cây này thì chuẩn bị chắc sắp tới phải trồng nó sang bên trước sảnh thôi. Chứ bỏ nó cũng phí. Bên này là không dùng nữa bác. Bên này nó đang để không. Đất đang để không. Đấy, thì bây giờ khoe các bác cái hoa đào. Tôi vừa nhìn thấy thôi, tôi cũng không nghĩ là nó cây này nó nở sớm như thế. Cây này là cái cây đào đào phai năm cánh. Đào cổ của mình ấy, các bác. Đào phai năm cánh. Lá thì đã tuốt hết rồi. Cây này thì răm của nó thì nó không được mập như đào Tây Bắc. Răm nó rất là mảnh. Hoa nó cũng nhỏ, răm nhỏ, nụ nhỏ. Đây. Nhưng mà được cái hoa nó nhiều. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Cánh hoa đào đầu tiên nở, thậm chí là đã sắp tàn. Xen vào đó thì rất là nhiều nụ. Có thể nở được rất là lâu nữa mới hết được hoa các bác nhé. Đấy, các bác xem. Đấy, hoa nhá. Còn ở trên kia nữa, khá nhiều. Chúng ta nhìn cảm giác như đang ở trên Sơn La Điện Biên Lai Châu các bác, đúng không? Tôi có nhớ cách đây độ 5 năm, độ 5 năm, hơn 5 năm gì đấy. Đấy có chuyến công tác lên Sơn La. Đi của hết 12 huyện của Sơn La, 12 hay 11 tôi không nhớ. Cả ngũ cả ủy ban tỉnh là 12. Đấy thì có chuyến công tác đúng cái đợt Tết dương lịch ấy. Đúng đêm giao thừa là qua giao thừa là mới về đến Hà Nội. Đấy thì cái cảm xúc đợt ý rất là hay. Lên thưởng thức đặc sản trên Sơn La. Rất là nhiều những cái món ăn đậm đà bản sắc trên đấy. Những món nướng rồi măng rồi mắc khén hạt dồi các thứ rất là nhiều. Thưởng thức hết. Cũng làm việc với ủy ban tỉnh mà. Tỉnh ủy Sơn La thì nói chung là được đi ăn ngon. Đây các bác. Cây đào. Cây này thì là cây đào phai nhưng mà là đào phai cánh kép các bác nhé. Hoa nó sẽ bền hơn, hoa sẽ rất to bền. Nhưng tất nhiên cây này nó còn chưa già lắm nữa đây. Cái răm của nó còn thưa, tơ. Hoa nó còn thưa. Các bác nhìn này, hoa nó còn thưa vì cái răm nó non. Răm nó non nên nó còn thưa. Nhưng đổi lại hoa nó bền mà. Bởi vì nó nhiều cánh, hoa nó to, bền và sẽ được lâu hơn. Cái đào phai năm cánh kia thì chỉ có một khi đã nở chỉ một cơn gió là rụng hết. Cái này thì nó rất là nhiều cánh và nó bền hơn nên nó sẽ lâu hơn. Đấy, ở ngoài kia kìa còn có một cây đào cổ mà cũng đào ta nhá, đào phai nhưng mà năm cánh nhưng mà hoa nó nụ nó mập hơn cái cây này rất nhiều, nó giá trị hơn và nó già hơn. Nó là một cái giống khác, cái giống cũng năm cánh cổ của mình nhưng mà cái giống nó gần gũi với cái miền núi hơn, Điện Biên Lai Châu hơn. Thì Sơn La Điện Biên Lai Châu hơn thì nó rằm một cái hoa nó rất là mập, nó không bị thưa như cái này mà hoa nó lại to hơn cái kia. Đấy, nó rất là nhiều dòng đào ấy. Đấy thì một cái đào nữa là cái đào phai cánh kép nữa, là cây em hay chơi Tết nhất, bởi cây này trồng trên chậu các bác ạ.
Thì cây này thì vừa mới vặt lá xong, bởi vì là cây này thì nó nhanh, năm nay nó nhanh, bởi vì cái đầu nụ của nó đã trắng rồi, tức là sắp nở rồi mà lại kết hợp với thời tiết ấm này thì là nở. Đấy thì các bác, cây thông thường là của mình tùy thời tiết ấy. Năm lạnh thì vặt sớm, thường từ 70 ngày trở lại đến khoảng 1 tháng rưỡi thì ta vặt. Còn những cây như này mà nhìn thấy nụ nó trắng trắng này thì cũng không cần thiết, vì lá nó thực tế nó rụng hết rồi. Còn vài cái này. Đấy thì vặt cho nó đồng bộ thôi. Đấy các bác nha. Đấy là đào về đào. Hôm nay cây này thì nhiều năm rồi không phải mua đào. Tiếc một cái là mình không chăm bón được, vì trên cái chậu chật hẹp này này, không bón được nó bỏ lăm nhiều. Và mình thực tế là về lúc nào thì làm thôi, chứ thường là nó bị quăng quật ở xó xỉnh nào đó thì nó không thể nào mà nó mướt được. Đấy thì nhưng mà đổi lại những cái hoa như này chơi rất là lâu, cũng không cần nhiều hoa đâu, năm nào cũng được chơi. Đấy là cây đào rất hay. Cây đào, cây này thì sẽ còn quay rồi cho các bác thưởng thức vào dịp Tết nữa. Đấy, gốc gác của nó rất là hay nhé, dáng dấp. Cái này tôi mua từ cái hồi nó còn non cơ, chơi Tết cái từ năm nó chắc được khoảng độ 10 năm là chơi Tết ở nhà tôi rồi. Trước đấy nó dưới bãi, dưới bãi đào mình mua về thì mình chơi Tết xong mình trồng ra đây thì nó cũng hợp với cái chậu đất này. Đấy, mình chỉ không chăm được nó dăm nó mập thôi, dăm nó dày và nó mập thôi, bởi nó bị cỗi quá. Đấy. Đấy thì các bác nhìn này, cả những cái đầu nụ nó đã trắng rồi thì cây này sẽ nở sớm, đổi lại hoa nó là hoa kênh kép, nó sẽ bền. Đấy, và một cái nữa là hương hoa mộc các bạn. Cái thời tiết, cái tiết này thực tế là những cái mùi hương của hoa mộc nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Và mình đôi khi mình cứ ngửi thôi, mình thấy nó dễ chịu, nhưng mà thì lâu lâu mới lại nhớ là ấy là hoa mộc. Mà mình trong cái câu chuyện thường ngày mình nói chuyện với nhau, nhưng mà mình trò chuyện, nhưng mà thực tế là trong mũi mình đang có cái mùi hương rồi của hoa mộc này thì lâu lâu lại mới nhận ra, nhớ ra, đi qua nhớ ở cái mùi này thơm dễ chịu thế, nó là hoa mộc đã nở rồi. Đấy, cứ chớm lạnh là hoa mộc nở, là mùi thương, mùi hương rất là dễ chịu. Đấy, một cái dòng hoa tôi cho rằng là nó có cái mùi hương cực kỳ quyến rũ và dễ chịu. Đấy, và nó nở rất là nhiều. Đấy, nó không bị hắc như hoa sữa. Hoa sữa thì thoang thoảng thì ngửi được thôi, nhưng cái mộc này thì thoải mái đi. Đấy các bác nhìn này. Và bây giờ nó nở, nó đã nở, chớm nở sau lần nó nở rất là nhiều. Hết lứa hoa này lại còn lứa hoa khác, từ gốc đến ngọn luôn, từ thân cho đến cành. Đây, vậy nhìn nữa. Thơm lắm, thơm vô cùng. Nhưng không thấy cái đơn vị nào họ chế biến cái mùi hương này thành mùi hương nước hoa hay là để ướp gì nhỉ? Đấy các bác nhỉ. Cũng hoặc là mình cũng chưa biết, có thể là nó có rồi. Các bác thấy người ta chiết xuất cái mùi hương hoa mộc này bao giờ chưa? Tôi cho là cái mùi hương này là rất dễ chịu. Đấy. Ở nhà mình chỉ có vài cây thế thôi, nhưng mà để nói mà chơi thì thế là ổn rồi. Cũng có những cây có số má như cây ổi này, có cây hoa quý phái như cây mộc. Bonsai thì có cây phi lao, cây sung, và to hơn là cây xanh kia. Thế là có số má rồi. Bây giờ chỉ có không gian mình khép kín, mình bày vị trí nó đẹp nên là nó đẹp thôi. Và mình có bàn tay mình làm nên nó đẹp thôi. Tết thì mình có hoa đào rồi. Đấy, hoa đào, hoa mộc. Hoa mộc thì nở triền miên rồi, cứ từ giờ đến Tết là rất thơm. Đấy các bác, cái ổi này, cái đợt mà tôi cắt ấy thì nó đã, đợt này nó khỏe, cây này đợt này tôi thấy nó khỏe, nó mặc dù rét nhưng nó bật được nhánh, tức là nó ăn được chất rồi, có dễ cám phun ra rất nhiều để nó ăn được cái chất cái đất này. Trước đây nó trên hòn đá nó trơ, không có gì ăn, nó cỗi mất lâu ạ. Nó cỗi thứ nhất là nó già, thứ hai là nó bị cỗi, là không có dinh dưỡng. Thì bây giờ nó vực dại, nó thấy nó ổn rồi. Đấy, lộc lá của nó đỏ đỏ này, nhìn rất là thích. Ổi này, lộc nó cũng đỏ, nó cũng rất là hay. Cây này thì tôi cho rằng có số có má đấy các bạn, không phải nhiều bác có tiền mà có sở hữu một cây ổi nó hoành tráng đâu, không có đâu.
xanh xi thì có thể có, ổi thì ít. Tất nhiên có nhưng mà đẩy ra họ nhốt hết rồi. Đây. Không phải ai cũng có đâu các bác nhé. Tôi vẫn luôn giữ cái đam mê cái chơi ổi của mình, nhưng bây giờ phải thật đẹp mới chơi. Ngày xưa thì cứ nghiện nặng, cứ thấy ổi tôi mua. Nhưng mà bây giờ mình có rồi. Và thực tế là chơi trên Hà Nội thì nó không phụ, chơi trên mái nó không phù hợp nhiều. Cho nên là mình chuyển, mình chơi xanh xi nhiều. Chơi đa dạng một tí. Ổi vẫn chơi được nhưng mà không gặp cái đẹp. Lâu nay không gặp cái đẹp. Lâu nay không gặp cái đẹp. Đấy. Bây giờ kể cả xanh xi thì cũng hiếm. Nhà giàu hoặc thợ nhốt hết rồi. Muốn mua được thì phải trả một cái giá rất là đắt đỏ. Cái ổi rất hay các bác nhé. Đáng lẽ ra là có thể, nếu mà chăm tốt có thể dỡ cái đất này ra rồi, nhưng mà chưa. Thôi để nuôi thêm thì dễ, nó đang ra rất nhiều. Nó có hơi đất nó ra này. Thì thôi, một vài năm nữa ta dỡ ra cũng không muộn. Các bác ạ. Đấy. Bây giờ có thể xanh tốt quá thì quay hơi khó. Cây này thì các bác nếu mà theo dõi thường xuyên thì cũng biết cây này rồi. Đấy. Nó gọi là song song siêu ấy. Cái song siêu ấy. Song siêu ấy. Thế làm cái cành này nó giật xuống, nó chiếu xuống nước thêm một chút nữa. Để cho nó cái thân hoành nó chiếu thủy luôn, chứ không phải thành siêu. Muốn thân cái thân ngang dưới là thành thân hoành. Đấy, hiện tại nó đang hơi siêu. Nó thiên về siêu hơn. Đấy, sau này muốn làm cái tên thân ấy nó thành thân hoành. Rồi nó chiếu thủy, nó chiếu thẳng xuống mặt nước luôn, chạm xuống mặt nước luôn. Đấy, rồi, ok. Đây, còn cây này thì trang trang hoàng cái tết tí. Cắt tỉa chút. Nó cũng không có nhiều giá trị nhưng mà nó càng làm lâu thì càng đẹp đấy. Đấy. Các bác mà nhiều khi mà làm cây mà thấy nó bí ý tưởng quá mà không biết làm nào, hoặc là thơm tham khảo các kiểu, thấy cái phương cách cho xử lý một cái cây nó không ăn thua thì thôi, ta cứ cắt đi, cứ lên là ta cắt đi. Thì nó nhìn lâu dần già nó sẽ cổ thụ thôi, sẽ ổn thôi. Này, cây du này vặt tí lá để tết cho nó ra lộc, là đỏ lộc du đỏ đẹp. Cây nó già này thì nó ổn định râm thì nó phun lộc ra là đỏ chót, là thích mắt lắm. Đấy, cái bác nhìn thấy nó già cỗi đúng không, già. Đấy, ok. Cây du hoành đẹp đấy các bác. Đẹp. Cái này để lên cây nước được. Để cả hai chậu lên. Ôi. Ôi. Chắc, bộ chắc. Đành lắm, vẫn rất đành. Bao nhiêu năm tháng không hề mục tí nào. Đành lắm. Đấy. Đấy, khung cảnh nhà quê chỉ vậy thôi các bác. Mình không có ở nhà. Có vài cây chơi này vui rồi. Về thấy nó còn sống và còn đẹp lên là vui rồi. Sau này thì về quê sống thì mình bày trí lại thì nó ổn hơn. Bây giờ chưa đến tuổi. Đấy, cây sung này đẹp chưa? Tiếc quá, không biết mấy quả đâu hết rồi. Rơi hết rồi, rụng hết rồi. Thế bảo là bọn trẻ con nó đến nó hay học thêm ở đây, nó bật. Mới lại chắc là nó cũng rụng đi nhiều. Đấy, sắp tới thì mình cho đây nó ổn định cái rêu này các bác nhỉ. Nhìn nó đang lấm tấm này, nó lên nó ôm đến tận thân bệ, nó hòa với cái lớp rêu này. Thì lúc đấy thì quả tôi cho rằng nó sẽ bền. Một cái sung tôi cũng rất là thích. Rất đẹp. Rất đẹp. Đấy, các bác nhìn thấy. Thân hình nó rất là bonsai. Rất là bonsai. Tôi đang để tán nó thật là rộng ra để trong bên trong nó thoáng. Đấy. Thả nước này các bác. Thả nước.
đẹp dã man luôn. Chân vệ vẫn ok, chân vệ thân cốt tán, đất bonsai rất thiên nhiên, rộng vô cùng. Các bác còn trên đây là cây xanh trực mà thân này thì tôi vẫn là thích, rất là thích cây này. Sau này tôi sẽ cố gắng làm cây này thành một con số con má. Đấy, như thế nó gọi là thành công các bác. Bây giờ thì cứ xanh tốt đi, xanh tốt đi, giờ cũng chưa vặt được. Nếu mà nó già hết rồi thì tôi tuốt lá để tết cho nó có lộc thì thôi. Nó vẫn còn non. Đấy, nó vẫn còn xăm, nó vẫn còn non. Đấy, đang rất hay. Còn cây kia thì tốt quá, chả nhìn cái gì. Đấy, ở quê là cứ có cái chậu cây là để đủ thứ đồ lên trên. Đấy, ok, cảm ơn các bác. Như vậy là đấy, có cái dàn kia để chơi lan. Như vậy là cơ bản quay là có bác vài cây ở quê mà để, cũng là ở quê mà cũng chuẩn bị chơi tết cho nó đẹp đẹp. Cảm ơn các bác. Người Tây Bắc xin chào các bác nhé.